cơ sở tắm khoáng này. Những cơ sở tắm khoáng mà này. Trung tâm quá là rộng. Đây, đây là cái trung tâm đây này, tắm tắm nóng lạnh rồi massage các kiểu đây này, tắm bùn massage này, sáng các bạn. Đây là bên ngoài nhá, giờ chúng tôi đi vào trong để tắm. Như đấy, hôm nay đây nhà mình bắt đầu đi xuống tắm này, tắm khoáng. Giữa trời đông lạnh giá thế này nhưng mà vẫn tắm này. Còn một cảnh như là tắm này. Đồ nó chưa thấy đây. Lạnh quá tắm này, cứ như là rất là lạnh này. Nó trời đông. Quang cảnh, nhìn tất cả cái quang cảnh
tắm khoáng ở Budapest anh, Hungary, tắm ngoài trời nhé. Nhiệt độ ngoài trời là 17 độ. 17 độ nhiệt độ ngoài trời. Nhiệt độ nước là 26 độ C. Đi vào trong nhà. Đây, đi xuống đi vào với ông bà. Đây. Đi vào đây dễ trái. Ừ. Dễ phải xong dễ trái. Dễ phải và đi một vòng không dễ trái. Đây, giờ đi vào trong nhà. Rẽ phải. Rẽ phải một vòng. Đi vào trong nhà tắm này. Rất là nhiều bể này. Rất là nhiều bể. Bể là to. Mỗi một bể là có một cái nhiệt độ nước riêng. Bể có một cái nhiệt độ nước. Rồi. Đây là một bể khác. Bể là nhiệt độ khác. Là 10 độ C. Riêng biệt của nó rất là hay. Đây một bể nhiệt độ khác. Đây một bể nữa kìa. Chắc là bể này là thích hợp. Sáng giờ đói rồi, bây giờ lên ăn xong lại tắm. Hết đĩa rồi bây giờ. Cái, hết đĩa mới quay chứ còn nhiều đĩa quay người ta lại bảo ăn lắm thế. Chỉ ăn mới tắm này. Càng thất nghiệp càng ăn chơi. Đấy. Đây này. Đấy, bà con coi như cũng bên cạnh đối diện đấy, đi tắm xong rồi vào ăn đó. Nhìn thấy không? Mình cứ phải đấy. Ăn xong lại tắm no gì. Rất là nhiều người. Cái trần nhà tắm khoáng nào.
đấy là tắm ở khoang bên kia có mấy bể, đây là vào khoang bên này, bên này là các cái cột của người khác, tông người khác, đây có cây. Bao nhiêu? Bây giờ là mấy giờ rồi? 4:30, 5 giờ, 11:30 vào tắm bây giờ đấy. 11:30 vào tắm. Bây giờ là 16:15. Bây giờ gia đình chúng tôi là xin tạm biệt bãi tắm khoáng Budapest. Hẹn gặp lại một ngày gì gần nhất. Rồi, chúng ta xin chào và chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt nhé.